chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. thì hôm nay chúng tôi nói về vấn đề tự do dân chủ nhân quyền của những người gốc Việt ở Hoa Kỳ thưa quý vị. thường thì họ hay rêu rao tự do dân chủ nhân quyền nhưng mà trên thực tế có hay không? thì tin tức uh, cho biết là không có và sự việc đã diễn ra tại một uh, tiệm phở Việt Nam thưa quý vị và rất là xấu hổ cho người gốc Việt. Thì uh, tin tức cho biết là một ông gốc Việt Jacky Trương chủ tiệm phở 79 ở Mỹ đã bị bắt với cáo buộc là ăn quịt 314.553 đô la tiền lương, tiền tip của các nhân viên ở trong các tiệm phở của ông thưa quý vị. Nói chung là cái thứ ăn quỵt, ăn lường Nhưng mà lại đóng giả như là một ông chủ hiền lành Vân vân thưa quý vị Thì tin tức ngày 24 tháng 10, 2022 Tờ Sun Sentinel ngày 23 tháng 9 Đã dẫn một thông cáo báo chí của Bộ Lao động Mỹ Nói rằng chuỗi nhà hàng Phở 79 Có trụ sở tại thành phố Davie của tiểu bang Florida sẽ phải trả lại 314 553 tức là hơn 7,3 tỷ đồng tiền Việt cho 65 nhân viên đã bị bóc lột trong nhiều năm thưa quý vị nói chung là ăn quỵt ăn lường rồi tìm cách bóc lột đủ thứ trò vi phạm nhân quyền vi phạm quyền tự do dân chủ của các nhân viên ai mà lên tiếng thì trù dập đối tìm mọi cách để mà ăn quỵt uh, tiền đúng là cái thứ uh, mà vú dài hút máu hút mũ người uh, lao động nghèo khổ thì ông chủ mập này ông uh, hút máu uh, 65 nhân viên thưa quý vị xin mở ngoặt kép và đóng ngoặt kép tức là chữ hút máu tức là một hình thức uh, ăn quỵt thì một cuộc điều tra của Liên bang Hoa Kỳ thông qua việc uh, họ nhận được những cái tin tức chính xác từ việc những người coi như là ở thân cận trong cái tiệm phở này và cuộc điều tra đã cho thấy là chủ phở 79 chỉ trả một số ít tiền lương còn lại là quỵt ăn quỵt ăn quỵt trừ quý vị, vị thì chủ sở hữu phở 79 thì ông chủ bốc lột tàn nhẫn này chỉ trả một khoản tiền cố định hàng ngày cho các đầu bếp, người rửa chén, người giúp việc trong bếp. Bất kể các nhân viên này làm việc bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ thưa quý vị. Nói chung là những thằng chủ tiệm phở kiểu này rất là lưu manh. Nói chung là bốc lột ngày đêm, nhân viên làm quá giờ, 8 tiếng trên tám tiếng thì nó vẫn ép người ta để mà làm mười mấy tiếng một ngày nói chung là cái dạng lưu manh ép người quá đáng thưa quý vị những cái trò mà ăn hiếp những người việt nam mới qua à, không biết tiếng anh rồi yếu kém về phương tiện lái xe nói chung là cũng những người nghèo thưa quý vị thay vì giúp đỡ đồng hương thì những thằng chủ tiệm phở rất là lưu manh nhìn mặt rất là lưu manh theo báo chí đã đưa hình ảnh và việc mà bị bắt thì cũng bình thường thưa quý vị nói chung ở xứ mỹ này thì người ta cũng bảo vệ người lao động một cách công bằng không để cho những cái thành phần gọi là chủ nhân hay là tiểu chủ nhân những trò mánh mùng hầu hết là những uh, chủ tiệm phở như ông Jackie Trương này là tìm đủ mọi cách để ăn quỵt thư vị. Thì chủ sở hữu chuỗi phở 79 ở Florida này là ông Jackie Trương đã không trả tiền làm thêm giờ nếu nhân viên làm việc trên 40 tiếng trong một tuần thì đó là vi phạm đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng FLSA của Mỹ thưa quý vị. Thì tiếp theo là phở 79 này cũng bị phát hiện đã chuyển hướng trái phép toàn bộ tiền thưởng thêm cho các người làm việc trong nhà hàng và thu giữ tiền tip của các nhân viên và vi phạm quy định trong FLSA liên quan đến tiền tip tức là người khách hàng tới ăn À, trả tiếp cho người phục vụ thì đã bị những chủ nhà hàng kiểu như phở 79 này gian manh lấy bỏ túi thưa quý vị hoặc là ăn chia bất hợp pháp vân vân Nói chung thì những đồng hương xa cờ thất thế đi kiếm việc làm chẳng may rơi vào những cái tiệm phở hay là chủ tiệm phở kiểu cách hết sức lưu manh nói chung là gian trá đủ kiểu lấy tiền mặt trốn thuế hàng ngày rồi như cái tiệm phở này thì cho thấy là đã có những cái sự mà mánh mùng hãm hại người lao động thưa quý vị đó là lý do tại sao mà bộ lao động phải bắt mà chẳng những là bắt ma con đưa ra cho thông tin đại chúng thưa quý vị nói chung là để cho người gốc việt ở hoa kỳ hiểu biết là có những tình chủ tiệm phở rất là lưu manh xảo trá và vi phạm luật pháp hoa kỳ thì phải mạnh dạng tố cáo những cái trò ăn chặn tiền lương ăn chặn tiền tiếp tiền thưởng rồi trốn thuế lấy tiền mặt trốn thuế vân vân rồi thậm chí là sử dụng những cái hóa chất độc hại từ Trung Quốc để nấu ăn nữa thưa quý vị. Nói chung là khi mà thành trà là những cái tiệm phở thì ôi thôi, ôi giời ơi. Và truyền thông báo chí Hoa Kỳ cũng đã lên án cái tiệm phở 79 này. Và Bộ Lao Động chắc chắn là đưa ra tòa án liên bang thưa quý vị. Nói chung là việc này thì có thể nói rằng những tên chủ nhà hàng phở tham làm quá mức rồi vậy nói chung là có những lúc bán ế rồi có những lúc cái này cái nọ nhưng những tên chủ như thế này là chỉ muốn bóc lột tối đa nhân viên của mình lợi dụng là họ không biết tiếng anh họ không có xe để đi lại nói chung là chẳng bao giờ tin tưởng vào những cái giọng lưỡi xảo trá của những tên đội lốt thưa quý vị. những tên bóc lột người vi phạm nhân quyền vi phạm luật pháp hoa kỳ nhưng mồm miệng thì rao giảng như là những nhà đạo đức đấu tranh pháp lý rồi tự do rồi dân chủ xạo láo không thưa quý vị vì các nhà điều tra liên bang cũng đã xác định là nhà hàng này không duy trì một hồ sơ chính xác về số giờ làm việc của các nhân viên cũng như thông tin liên lạc của họ. Tức là lưu manh, không có sổ sách gì. Cứ nói miệng khơi khơi uh, ngày giờ làm việc như thế nào thì cũng không rõ ràng để qua mắt uh, các cơ quan uh, liên bang thưa quý vị. Rồi phở 79 cũng không công khai niêm yết áp phích lương tối thiểu theo quy định của flsa ở mỗi địa điểm kinh doanh đây là một cái hành động phi pháp nhằm đánh lừa người lao động thì ông tony phạm giám đốc bộ phận tiền lương và giờ làm đã cho biết rằng là chủ nhân không thể giữ tiền tiếp mà các nhân viên nhận được cho nên chúng ta cũng yêu cầu là các nhân viên làm trong các tiệm phở nếu bị bóc lột về mức lương tối thiểu, bị bóc lột về tiền tip thì hãy gọi cho sở lao động của Hoa Kỳ để mà họ thanh tra. Thì bộ phận uh, tiền lương và giờ làm của bộ lao động sẽ tiếp tục uh, kiểm tra và tiếp tục uh, coi như là phối hợp với lại các bên để mà điều hành những nhà hàng một cách hợp pháp và trên một sân trời bình đẳng thưa quý vị. Nói chung là họ cũng không muốn là người chủ nhân quá giàu có, quá tham lam, quá bóc lột và họ bảo vệ cho những người làm công và họ cũng không muốn là những người làm công bị bóc lột một cách thậm tệ bừa bãi giấu đi những cái thông tin tiền lương tối thiểu, giấu đi những cái điều khoản về luật lao động ở Hoa Kỳ mà hầu hết là những chủ nhân tiệm phở chỉ nói khơi khơi là tao trả mày một giờ là mấy đồng bạc hoặc là lương một tuần là mấy trăm bạc vân vân thưa quý vị. Nói chung là những cái chiêu trò xảo trá của những ông chủ những cái loại này thì nhàn nhãn thưa quý vị quý vị hãy mạnh dạng tố cáo những cái chiêu trò bẩn thỉu của những tên chủ tiệm phở gian lận qua mặt luật pháp Hoa Kỳ thì chúng tôi khuyến khích là tất cả những người lao động hãy mạnh dạng tố cáo những cái chủ tiệm phở đặc biệt là những chủ tiệm phở gốc Việt làm ăn gian dối tìm cách qua mặt như là sử dụng và nhận tiền bạc để trốn thuế rồi trả bằng tiền bạc cũng để trốn thuế rồi chẳng có sổ sách gì cả thưa quý vị nói chung là ăn nói lơ mơ nhân viên thích thì mướn vào không thích thì đuổi làm đủ trò giả mang một cách kinh hoàng như thế nói chung là họ lợi dụng vào cái việc nước mỹ rộng lớn ít ai để ý đến những tiệm việt nam hẻo lánh chẳng hạn như vậy rồi người Việt thì thường hay ngậm miệng ăn tiền, coi như chịu đựng. Chịu đựng hết nổi thì mới đi tố cáo cho chính quyền Hoa Kỳ để mà tiến hành điều tra rồi khởi tố rồi bắt giam, tạm giam, giam giữ rồi đưa ra tòa vân vân đưa bị một cái quá trình nhiều khê rắc rối cho nên nhiều người Việt Nam họ sợ hãi, họ chấp nhận mất tiền cho những tên chủ nhà hàng lưu manh xảo trá để mà thoát thần thưa quý vị nói chung là, là vô phước thì mới đi làm chúng phải những cái Tên chủ nhà hàng lưu manh đặc biệt là người gốc việt thưa quý vị và đặc biệt là những tên chủ nhà hàng mà xuất thân từ bồi vàng rồi thì rất biết những cái mánh khóe để mà khống chế người lao động để mà bóc lột uh, tiền tiếp tiền này tiền kia thưa quý vị nói chung là nếu mà nghe chủ nhà hàng mà là xuất thân từ uh, bồi bàn chạy việc trong uh, các uh, nhà hàng khác thì uh, nên bỏ trốn thưa quý vị và tố cáo mạnh lên cơ quan có chức năng đặc biệt là sở lao động sở thuế vân vân thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Huyền đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.